Xin kính chào quý bà con ha. Luân xin chia sẻ một trường hợp, đó là ao tôm bị phân lỏng. Phân lỏng, phải nói là phân lỏng rất là nặng và có bệnh mủ gan. Bệnh mủ gan luôn cho là cái bệnh chết dâm ở tôm đó. Thì nước thì rất là xấu và trong nước có màu tảo, tảo màu xanh, có tảo độc xen lẫn. Thì trường hợp này là Luân ban đầu là Luân xử lý bằng thủ công, ví dụ như là thay nước, rồi sau đó là dùng men xử lý đáy để xử lý nước. Về chế độ cho ăn để làm thì Luân chủ yếu là cho ăn thảo dược, dịch sâu, dịch trùng và men tiêu hóa để giải quyết cái bệnh lỏng đường ruột. Sau đối với cái ao này thì mất đến ngày thứ tư thì đường ruột mới ổn, gần như là an toàn hơn, mức độ khá cao, có phân hơi chặt. Rồi sau đó là Luân tiếp tục xử lý cái bệnh chết dâm đó. Phải nói là hiện tại thì 10 ao thì hết 10 ao đều có cái bệnh này. Cho nên là chúng ta phải coi cái bệnh này là cái bệnh mà chúng ta nên phòng ngừa ngay từ ban đầu. Luân sẽ nói sau về cái phần phòng ngừa. Còn với ao này mà để cách chữa trị á, thì qua quá trình làm á, thì cũng nhiều thứ trong đây. Nhưng mà cái hay nhất á, là chúng ta nên đánh kháng sinh. Đánh kháng sinh thì trước đây Luân đánh hàng của Bayer, Baymed của Bayer, đánh xả cạn ao đó, đánh xả cạn ao đó là 1.200, đánh một gói vẫn phê, xả hơi cạn rồi cấp nước vô là đánh để ngâm nó thời gian 2-3 tiếng đồng hồ ha, rồi cấp nước vô thì đánh nửa gói, đánh một gói Baymed, gói nửa ký ha, thì cũng được. Rồi cái này thì oxy tetra nguyên liệu, lấy hàng về thì tùy theo chất lượng sản phẩm nha. Nhưng ở đây là Luân chú ổng mua về, Luân ứng dụng, Luân xài. Thì đối với cái hồ này là hồ 500, Luân đánh cho 1 ký oxy tetra là thấm. Bữa sau là thấy con tôm nó ổn liền. Nhưng mà Luân ngơi, bữa sau Luân không đánh nữa mà cho ăn thì không ăn thua. Thì cho ăn thì Luân có cho ăn hà Baymed của Bayer. Nhưng mà cái gối này thì đã mở miệng từ lâu rồi. Thì tới giờ này Luân mới phát hiện là cái gối đó là sử dụng 1 tháng trước rồi, mở miệng mà không có đóng kỹ nữa. Thì không biết là cái chất lượng như thế nào thì không biết. Nhưng mà cho ăn thì thấy không phê. Thì thấy có dấu hiệu trở lại thì Luân tiếp tục đánh dập nó mỗi ngày thêm mỗi ký nữa thì thấy là phê, và tối nay Luân sẽ tiếp tục đánh một nhịp nữa cho nó về mức an toàn luôn. Thì đối với cái bệnh mủ gan này rất là khó làm, thì cái kinh nghiệm của Luân thì chúng ta nên ít dùng kháng sinh, để khi có tôm bệnh chúng ta dùng kháng sinh thì nó mới không khi kháng thuốc, dễ kháng thuốc. Và đánh thì đánh thẳng luôn và đánh cho nó êm luôn, rồi ngơi lại. Cần thiết thì chúng ta tiếp tục xử lý tiếp một thời gian, khoảng 5-7 ngày sau tiếp tục xử lý tiếp. Rồi cố gắng làm cho nó ổn luôn cái bệnh mủ gan, để nó cứ dây dưa hoài. Thì cái bệnh này là nó Luân nói rồi đó, bà con mình tìm hiểu những cái bài khác của Luân về cái bệnh mủ gan. Còn nói về cái phòng ngừa bệnh mủ gan này thì Luân có một cái giải pháp như thế này. Bà con khi thả tôm á thì chuẩn bị nước cho nó kỹ sao cho nó không có tồn lưu quá chất. Thứ hai nữa là vi sinh phải mạnh, đánh vi sinh cho mạnh để nó kiểm soát cái vi khuẩn và virus ở trong ao của mình. Trong quá trình mà thả tôm, nuôi tôm á, thì tới 15 ngày á, thì cũng tiếp tục duy trì cái định kỳ dùng kháng sinh 3 ngày 4 ngày
dùng vi sinh, dùng vi sinh, và không nên dùng kháng sinh giai đoạn này thì khoảng 15 ngày đi, 15 ngày á thì mình mới dùng những cái loại ví dụ như là kháng khuẩn diệt khuẩn nhiễm trùng đó, mấy cái loại đó đó, để cho con tôm nó ăn, ăn luôn một ngày hai cử liều khá cao, hai ngày liên tục rồi hãy ngơi, rồi hãy ngơi. Ừ. Vậy thì lặp lại thì khoảng là 5-7 ngày lặp lại một lần, làm cho nó qua cái chuông này, thì giai đoạn này thì nó thường thường tôm cả 15 ngày là có thể là xuất hiện cái bệnh mũ gan rồi, nhiễm cái sinh trùng rồi, thì chúng ta làm cái bài này. Còn nói về kháng sinh á, kháng sinh thì đối với một số khách hàng của mình, sẵn đây mình chia sẻ luôn, những người mà đã dùng sản phẩm của mình mà theo dõi kênh của mình thì Luân xin chia sẻ, tại vì á chúng ta mua kháng sinh ở cái tiệm thuốc Tây á, có một số vùng rất là đắt. Ví dụ như hôm rồi Luân đến một cái xã của thị xã Vĩnh Châu, gì Hòa Đông, thì ở chỗ đó là bán Clementine một viên tới 14.000, trong khi người ta bán một viên 7.500, mà Luân mua cho tôm nha, Luân là mua là 5-7 hộp mà nó không bớt, 14.000, chạy ra ngoài kia là bán một viên 11.500 gì đó, 11.000 gì đó, cũng rất là cao ha. Thì ở đây Luân có một người bạn rất là thân từ nhỏ mà bán thuốc Tây cũng lâu rồi, thì Luân có kết hợp. Tại vì bạn này là bán thuốc cho người ta mà bán cho bà con nuôi tôm cũng rất là nhiều, bạn bán rất là mạnh, cho nên là bao giá cho quý anh em. Thì anh em tin dùng thì alo với Luân, ngay cả tôm lúc còn nhỏ, ngừa thì dùng cái gì, rồi quá trình dùng có bị kháng hay không, có bị lờn hay không, ăn hay không, thì mình tiếp tục mình chuyển dòng thuốc khác. Thì đối với bạn này á, nói về cái thuốc mà để chữa cho tôm á, thì bạn này có một cái kinh nghiệm đó là bán thuốc, bán cho rất nhiều người, thì chắc chắn là bạn này sẽ biết cái nào chữa, cái nào tốt, cái nào được, cái nào không được, và cái giá cả sao cho nó hợp lý để bà con nuôi tôm. Thì khi mà bán cho quý bà con á, thì bạn này sẽ để nguyên cái bao bì và cho bà con đi đọ giá, thì bà con chỉ mua về bên này đóng hộp gửi đi, và bà con chịu ship, tiền ship khoảng 30.000 đến 50.000 đổ lại ha. Thì giá như vậy bà con ở tận nhà mà bà con ngừa, thì quá trình ngừa đó thì thông qua Luân sẽ giúp bà con mình kiểm soát các cái dòng kháng sinh trong quá trình điều trị đó. Ví dụ như mình dùng ngừa cái liều loại này rồi nó có ăn hay không, hay là nó không ăn thì mình chuyển sang cái dòng khác. Thì đó là sẵn là Luân năm nay thì Luân có làm thêm cái này để giúp cho bà con mình, hỗ trợ bà con mình là mua nó đúng sản phẩm, đúng chất lượng và đúng giá, và hỗ trợ cho bà con một phần là cách điều trị cho đúng liều và sử dụng kháng sinh trong ao nuôi tôm nó phù hợp nha. Rồi xin kính chào quý bà con nha.